Chào các bạn, hôm nay Pin Hội sẽ cùng bạn tìm hiểu viên pin cúc áo của Panasonic có mã là CR2477. Đây là viên pin cúc áo có kích thước khá lớn, có thể nói là lớn nhất hiện nay về chiều dày. Viên pin này có chiều dày là 7,7 mm, các bạn nhìn thấy nó rất là dày, và đường kính của nó là 24 mm. Pin được sản xuất tại Indonesia và điện thế viên pin này là 3V. Chúng ta có thể quan sát nó là viên cúc áo rất dày. 2477 thì có hai phiên bản, một phiên bản nữa thì là nó có hai khớp, còn phiên bản này là có một khớp thôi. Tức là đường kính nó sẽ thuôn đều là 24 mm và chiều dày là 7,7 mm. Đóng vỉ thường thường là đóng vỉ 5 viên. Đây vỉ 5 viên. Mã tương đương của nó có thể là DL2477. Còn phía sau này là thông tin của sản phẩm. Thường thì họ sẽ in cái tháng sản xuất và năm sản xuất. Ví dụ đây là tháng 1 năm 2020. Và thời hạn của viên pin này là 5 năm. Thời hạn rất là lâu. Và đây là pin chính hãng của Panasonic. Để tìm hiểu kỹ hơn về pin cúc áo Panasonic CR2477 cũng như các loại pin khác, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.